trong bản tin ngày 10 tháng 8. Mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Canada chào đón các công dân Hoa Kỳ đã được tiêm chủng quá cảnh, nhiều xe xếp hàng dài ở biên giới. Ontario báo cáo có 325 ca nhiễm COVID-19. Bác sĩ hàng đầu của vùng York cho biết các ca COVID-19 gia tăng ở trẻ em từ 12 tuổi trở xuống do cha mẹ không được tiêm chủng. Tỉnh PC rút ngắn thời gian giữa hai liều vaccine COVID-19 xuống còn 28 ngày. Kế hoạch ngừng xét nghiệm Covid-19 của Alberta gây ra rủi ro cho trẻ em theo bác sĩ nhi khoa. Tại BC, một số định sơ tán được dỡ bỏ khi mưa giúp làm giảm nguy cơ cháy rừng, nhưng nguy cơ cháy rừng cực cao dự kiến sẽ trở lại nhanh chóng khi một đợt nắng nóng khác lại ập đến. Đại học Waterloo yêu cầu sinh viên tiêm chủng hoặc xét nghiệm Covid-19 hai lần một tuần. Đội tuyển bóng đá Nam Canada đá vòng loại FIFA 2020 World Cup tại Toronto. Các đợt nắng nóng từng xảy ra trong mỗi năm năm một lần, hiện đang xảy ra mỗi một thập kỷ, theo báo cáo khí hậu của UN. Khảo sát của Israel phát hiện liều thứ ba của Pfizer có tác dụng phụ tương tự như liều 2. Biến thể Delta đang thúc đẩy các ca nhập viện tại Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong 6 tháng. Sài Gòn nhận 600.000 liều vaccine COVID-19 sau khi tuyên bố sắp hết vaccine. Giá dầu trượt xuống mức thấp nhất trong 3 tuần do các hạn chế ở Trung Quốc và đồng đô la mạnh. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn và cảm ơn quý vị đã đến đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa song ngữ Anh Việt duy nhất được in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang web của Culture để đọc các bản tin tức cũng như các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón xem những video mới. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Canada chào đón công dân Hoa Kỳ đã được tiêm chủng quá cảnh, nhiều xe xếp hàng dài ở biên giới. Hiện tại, Hoa Kỳ sẽ vẫn đứng ở ngoài cuộc khi Canada trở lại chào đón những công dân và thường trú dân Hoa Kỳ đã được tiêm chủng đầy đủ. Kể từ nửa đêm hôm Chủ nhật, những khách hàng du lịch từ Hoa Kỳ đã tiêm chủng đầy đủ các liều vaccine COVID-19 được Bộ Y tế Canada phê duyệt sẽ được phép đi vào Canada vì những mục đích không thiết yếu để đủ điều kiện khách du lịch phải sống ở Hoa Kỳ đã tiêm chủng cuối cùng trước đó ít nhất là 14 ngày và xuất trình bằng chứng về xét nghiệm COVID âm tính không quá 72 giờ trước. Và đồng thời họ cũng được yêu cầu sử dụng ứng dụng ArriveCan hoặc cổng thông tin trực tuyến để gửi chi tiết các tài liệu về tiêm chủng. Ông Dennis Vines, phó chủ tịch văn phòng du lịch của cơ quan du lịch biên giới Canada, gọi tắt là CBSA, cho biết văn phòng này đã học được rất nhiều điều khi các công dân Canada đã được tiêm phòng đầy đủ được phép trở lại vào tháng trước. Khoảng một nửa số người đã bị từ chối trong tuần đầu tiên vì họ chưa nhận được một trong bốn loại vắc xin được Bộ Y tế Canada chấp thuận hoặc là không đợi đủ 14 ngày sau mỗi tiêm cuối cùng. Canada đã phê duyệt bốn loại vắc xin là Pfizer BioNTech, Moderna, Oxford AstraZeneca, còn được gọi là Covishield và một liều đơn johnson johnson về phía hoa kỳ nước này đã rất quan ngại về thời điểm bắt đầu giảm bớt các hạn chế của riêng họ đối với những du khách người canada đến hoa kỳ vì những mục đích không thiết yếu tại các cửa khẩu biên giới trên đường bộ du khách bằng đường hàng không và đường biển được miễn thế nhưng các hành khách đi bằng đường sắt phà và, và thuyền du lịch thì không Tuần trước, Nhà Trắng cũng cho biết họ đang tìm hiểu xem liệu có thể yêu cầu du khách phải được tiêm phòng đầy đủ khi đến thời điểm giảm bớt các hạn chế hay không. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu cuộc thảo luận về vấn đề trên có bao gồm du khách Canada hay không. Hoa Kỳ đã duy trì giới hạn đi lại nghiêm ngặt đối với một số quốc gia nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Ireland, Iran, Nam Phi, Brazil và 26 quốc gia châu Âu không có kiểm soát biên giới được gọi là nhóm Schengen. Tuy nhiên, biên giới với Canada và Mexico thuộc vào một danh mục khác. Một phần là do mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa ba nước. Ngoài ra, du khách hai nước trên có thể vào Hoa Kỳ mà không cần có sự trợ giúp của một công ty tư nhân nào, như là hãng hàng không hoặc nhà điều hành tàu du lịch. Trong khi cuộc đình công ngắn hạn tại các cơ quan cửa khẩu biên giới Canada đã được giải quyết nhanh chóng vào tuần trước, những du khách muốn nhập cảnh vào Canada bắt đầu từ ngày thứ hai 9 tháng 8 vẫn phải kiên nhẫn vì có khả năng nhiều người sẽ bị từ chối. Ông Vinnet cho biết, một số người có thể sẽ không có toàn bộ thông tin theo yêu cầu để có thể xuất trình và nhập cảnh vào đất nước Canada với mục đích không thiết yếu. Du khách đến bằng đường hàng không cũng có thể bị chậm trễ vì các quy trình sẽ mất rất nhiều thời gian. Sân bay quốc tế Pearson của Toronto, một trong bốn sân bay của Canada được phép tiếp nhận các chuyến bay quốc tế, đã cảnh báo mọi người rằng quy trình đến từ các chuyến bay quốc tế có thể mất hơn 3 giờ đồng hồ. Sân bay Pearson đã chứng kiến một lượng khách gia tăng gấp đôi trong quý 2 so với cùng kỳ năm 2020, mặc dù ở mức trung bình là 11.500 hành khách một ngày, nhưng vẫn giảm một cách đáng kể so với cùng thời kỳ vào năm 2019 khi trung bình có đến 140.000 hành khách đến sân bay một ngày. Vào tháng 6, sân bay quốc tế Montreal Trudeau đã có khoảng 10% lượng khách cùng kỳ năm 2019, con số này đã tăng lên 20% vào tháng 7 và họ dự kiến sẽ đạt khoảng 30% vào tháng 8. Trong khi đó, tại biên giới đường bộ đã có những câu chuyện về những người được nhìn thấy gia đình và người thân yêu lần đầu tiên sau nhiều tháng. Ở biên giới Michigan, Ontario, một cặp đôi đã không gặp nhau trong phần lớn thời gian sau khi kết hôn. Trisha Heibel, chủ tịch phòng thương mại khu vực International Falls và là cư dân của Rennie, Minnesota cho biết Cô thật sốc khi nhìn thấy hàng dài xe cổ từ International Falls đến Fort Francis. Cô đã trò chuyện với một cặp vợ chồng bên ngoài văn phòng của mình. Họ nói rằng họ đã xếp hàng từ 3 giờ sáng và còn đợi thêm vài giờ nữa để đi tiếp. Tại biên giới Pichos ở Surrey, thuộc tỉnh PC, hàng chục loại phương tiện được xếp hàng dài để chờ quá cảnh Canada. Đã có rất nhiều loại phương tiện giải trí bao gồm cả RV và nhiều phương tiện đi kèm như là thuyền kayak và xe đạp. Người ta thấy đủ loại biển xe từ Washington cho đến California và thậm chí ở những nơi xa hơn chẳng hạn như Texas. Những cư dân của các cộng đồng biên giới bị cô lập ở Hoa Kỳ bối rối khi các hạn chế đi lại được dò bỏ. Khi Canada mở cửa biên giới cho khách du lịch từ Hoa Kỳ, một số cư dân của các thị trấn biên giới biệt lập của nước này cho rằng các quy tắc dành cho họ là không rõ ràng. Kể từ hôm thứ Hai, những công dân Hoa Kỳ đã được tiêm phòng đầy đủ, có thể vào Canada và thậm chí không cần thực hiện kiểm dịch cách ly. Thế nhưng cư dân ở khu vực Point Roberts, Washington, Hyder Alaska và Northwest Angle ở Minnesota sẽ được phép vào Canada bất kể tình trạng tiêm chủng của họ. Tất cả ba cộng đồng trên bị chia cắt khỏi phần còn lại của Hoa Kỳ do vị trí của biên giới. Bạn có thể đi thăm họ hàng không? Theo Brian Corder, chủ tịch của phòng thương mại Point Roberts cho biết các quy tắc miễn trừ không đủ rõ ràng. Cơ quan dịch vụ biên giới Canada cho biết, cư dân ở Point Roberts có thể vào Canada bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào để thực hiện các hoạt động hàng ngày cũng như tiếp cận hàng hóa và dịch vụ trong các khu vực cộng đồng người Canada láng giềng của họ. Corder cho biết ông muốn mọi thứ rõ ràng, một phần là vì tác động nghiêm trọng của các giới hạn biên giới đối với Point Roberts và cư dân tại đó Ông cho biết dân số của cộng đồng đã giảm xuống còn khoảng 800 người từ khoảng 1.200 người trong 18 tháng qua. Trong khi đó thì nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa. Ông Corder cũng cho biết khoảng 85% dân cư của Paul Roberts trước khi nhập cảnh vào Canada đã được tiêm chủng đầy đủ và đủ 14 ngày sau khi tiêm với các loại vaccine đã được chính phủ liên bang xác định là loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế Canada phê duyệt ông cũng đang băn khoăn khi nào thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ mở lại biên giới với Canada. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã thông báo không có kế hoạch mở cửa biên giới của mình cho các công dân Canada, những người mà doanh nghiệp ở Point Roberts dỡ vào. Nền kinh tế của cộng đồng tại Point Roberts gần như sụp đổ hoàn toàn và thu hẹp đến 80%. Ontario báo cáo có 325 ca nhiễm COVID-19. Bác sĩ hàng đầu của York cho biết các ca covid gia tăng ở trẻ em từ 12 tuổi trở xuống là do cha mẹ không được tiêm chủng. Ontario đang báo cáo có 325 ca nhiễm covid-19 mới vào hôm thứ hai, nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh lên 552.804 ca. Theo báo cáo hôm chủ nhật, 90 ca đã được ghi nhận ở Toronto, 47 ca ở vùng Peel, 29 ca ở vùng York và Hamilton, 26 ca ở vùng Windsor-Essex, 23 ca ở Waterloo 14 ca ở vùng Durham, 12 ca ở vùng Horton và 11 ca ở Grey Bruce. Tất cả các đơn vị y tế công cộng địa phương khác đều báo cáo có 10 ca mới hoặc ít hơn trong báo cáo của tỉnh. Số người chết ở trong tỉnh là 9.407 người vì không có thêm ca tử vong nào được ghi nhận. Số ca mắc bệnh ở tỉnh Ontario hiện là 2.375 ca. Ontario báo cáo 94 ca nhập viện vì COVID-19 với 113 bệnh nhân trong đơn vị chăm sóc đặc biệt và 83 bệnh nhân trong ICU với máy thở. Tính đến 8 giờ tối ngày Chủ nhật, có hơn 9,3 triệu người đã được chủng ngừa, đầy đủ 2 liều chiếm 71,6% dân số từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện đi tiêm chủng. Tỷ lệ bao phủ liều đầu tiên là 80,9%. Trong khi đó, có 541.022 người dân Ontario đã được báo cáo hồi phục sau khi nhiễm COVID-19, tăng 192 người so với ngày hôm trước. Theo đó, số ca nhiễm biến thể Alpha B117 là 145.593 ca, số ca nhiễm biến thể Beta B1351 là 1.493 ca và số ca nhiễm biến thể Gamma là 5.174 ca, số ca nhiễm biến thể Delta là là 5.380 ca, tăng 157 ca so với ngày hôm trước. Cũng trong ngày hôm nay, thì nhân viên y tế của vùng Giót cho biết hầu hết các ca COVID-19 mới trong đơn vị y tế công cộng này là ở những người chưa được chủng ngừa, bao gồm cả sự gia tăng đáng kể ở trẻ em dưới 12 tuổi không được chủng ngừa. Tiến sĩ Karim Kuchi cho biết một số người trong số các em đang bị lây nhiễm tại nhà từ những người trong gia đình chưa tiêm vaccine. Dữ liệu tiêm chủng mới nhất của Ontario cho thấy rằng tỷ lệ tiêm chủng trong các nhóm tuổi trẻ hơn, chẳng hạn như những người từ 12 tuổi trở lên và những người ở độ tuổi từ 18 đến 29 không bằng những người ở nhóm tuổi lớn hơn. Các bậc cha mẹ và chuyên gia cho biết họ muốn được hướng dẫn rõ ràng hơn về trẻ em dưới 12 tuổi có thể tham gia vào kế hoạch mở cửa trở lại của Ontario như thế nào. Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ nhỏ không có khả năng bị bệnh nặng do Covid-19, nhưng các chuyên gia lưu ý rằng những kết quả thống kê hiếm gặp đó sẽ được thấy thường xuyên hơn khi các hạn chế được dỡ bỏ. Tỉnh PC rút ngắn thời gian giữa hai liều vaccine COVID-19 xuống còn 28 ngày. Khoảng thời gian giữa liều thứ nhất và thứ hai của vaccine COVID-19 sẽ được rút ngắn ở tỉnh PC từ 7 tuần xuống còn 28 ngày tiến sĩ bonnie henry cho biết quyết định này được đưa ra sau khi các ca bệnh tiếp tục gia tăng khắp tỉnh đặc biệt là ở khu trung tâm okanagan nơi đang có bùng phát cộng đồng bà nói điều quan trọng là tất cả chúng ta trong cộng đồng phải được bảo vệ một cách tốt nhất có thể tuy nhiên tiến sĩ henry lưu ý rằng khoảng thời gian dài hơn vẫn được ưa chuộng và cho biết đối với những người không làm việc trong môi trường rủi ro hoặc là sống ở các khu vực điểm nóng thì họ vẫn có thể được bảo vệ tốt hơn khi đợi 6 đến 8 tuần sau liều đầu tiên. Trong phạm vi ở tỉnh BC, những người có kế hoạch đi du lịch đến khu trung tâm Okanagan, họ đã được cơ quan y tế yêu cầu hủy bỏ hoặc lên lịch lại sau khi các hạn chế áp dụng vào tuần trước do các ca COVID-19 gia tăng mức tăng đột biến tập trung ở khu vực interior health bao gồm kelowna tây kelowna Peachland, lake country và rutland các hạn chế cũng đã được đặt ra cho các cuộc tụ tập các câu lạc bộ đêm đã bị đóng cửa và lệnh đeo khẩu trang có hiệu lực tiến sĩ henry cho biết tỉnh đã làm việc với các cộng đồng trên toàn khu interior để bảo đảm các bệnh viện luôn có chỗ trống khi các ca bệnh gia tăng Khoảng 95% bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở tỉnh PC cho đến ngày thứ sáu là những người không được tiêm chủng hoặc chỉ tiêm một mũi. Sau đây chúng tôi xin cập nhật về tình hình COVID ở Canada. Tính đến tối ngày 9 tháng 8, Canada báo cáo có thêm 1.212 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.442.096. Trong số đó thì có 12.011 ca còn bệnh. Số ca tử vong là 26.678. Tới hôm nay đã có hơn 50,7 triệu mũi vaccine COVID-19 đã được tiêm trên khắp Canada. Trong đó có hơn 27,2 triệu người, hay là 71,43% trong tổng dân số đã được tiêm ít nhất là một liều. 61,5% dân số đã tiêm đầy đủ hai liều, 82% dân số đủ điều kiện trên 12 tuổi đã tiêm một liều và 70,7% dân số đủ điều kiện đã được tiêm đầy đủ hai liều. Ontario có 325 ca bệnh mới, 192 ca phục hồi. Tại Quebec có 250 ca bệnh mới và một ca tử vong. Cuối tuần qua thì Quebec đã có thêm tổng cộng 759 ca nhiễm mới tỉnh BC có 293 ca bệnh mới, 5 ca tử vong và có thêm 439 ca phục hồi. Mức trung bình luân phiên trong 7 ngày của các ca nhiễm mới hàng ngày là 355, hiện đang ở mức cao nhất kể từ ngày 25 tháng 5. Trong một thông cáo bằng văn bản, Bộ Y tế của tỉnh BC cho biết hiện có 3.036 ca mắc bệnh của những người bị nhiễm coronavirus ở trong tỉnh. Alberta có 244 ca bệnh mới, 3 ca tử vong vào cuối tuần qua thì Alberta có tổng cộng 1017 ca nhiễm mới được báo cáo. Saskatchewan có 54 ca mới và 62 ca phục hồi. Ngoài ra, 2 ca từ mẫu xét nghiệm của những cư dân ở ngoại tỉnh đã được thêm vào danh sách ca nhiễm. Manitoba có 25 ca nhiễm mới và tổng số là 128 ca nhiễm trong 72 giờ qua. Nova Scotia có 7 ca nhiễm và 4 ca đã phục hồi nâng tổng số ca mắc ở trong tỉnh là 16 ca. New Brunswick có 5 ca nhiễm mới và 15 ca đã hồi phục. Yukon có 9 ca nhiễm mới. Kế hoạch ngừng xét nghiệm COVID-19 của Alberta gây ra rủi ro cho trẻ em Quyết định loại bỏ xét nghiệm COVID-19 của chính phủ Alberta đã khiến cho các bác sĩ nhi khoa vô cùng lo lắng cho sức khỏe của trẻ em trong tỉnh. Chỉ trong vài tuần nữa thì các em đã phải trở lại trường học. Trong một lá thư gửi đến Thủ hiến Jason Candy hôm thứ Hai, Bộ phận Nhi khoa của Hiệp hội Y tế Alberta kêu gọi Thủ hiến Candy khoan loại bỏ các biện pháp giám sát cho đến khi 85% người Alberta được chủng ngừa hoặc cho đến khi đại dịch COVID-19 giảm bớt. Theo bức thư, hơn 1,5 triệu người Alberta vẫn chưa được tiêm chủng và hơn nửa triệu trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa đủ điều kiện để tiêm vaccine khi chúng ta gần bắt đầu năm học, thiếu biện pháp giảm thiểu và giám sát sẽ là làn sóng thứ tư của COVID-19 lây lan nhanh chóng trong các nhóm dân cư và trẻ em chưa được tiêm chủng. Theo thống kê của chính phủ Alberta, có khoảng 76% dân số đủ điều kiện, tức là những người trên 12 tuổi đã tiêm ít nhất là một liều vaccine COVID-19. Tuy nhiên, chưa đến 65% toàn bộ dân số, bao gồm cả trẻ em, được tiêm phòng ít hơn 20% so với mức mà các bác sĩ đề xuất. Bộ phận nhi khoa của Hiệp hội Y tế Alberta đại diện cho hơn 300 thành viên. Tuần trước, hội đoàn các bác sĩ gia đình ở Alberta cho biết họ đã không được tư vấn về các giao thức mới của tỉnh về xét nghiệm và cách ly và truy tìm liên lạc. Hiệp hội Nhi khoa Canada cũng đã đưa ra những lo ngại về việc nới lỏng các hạn chế sức khỏe tại Alberta. Đại học Waterloo yêu cầu sinh viên tiêm chủng hoặc xét nghiệm COVID-19 hai lần mỗi tuần. Sinh viên có thể đến trường nếu việc sàng lọc kháng nguyên cho kết quả âm tính. Đại học Waterloo cảnh báo sinh viên rằng nếu họ không được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 thì họ sẽ phải kiểm tra kháng nguyên hai lần mỗi tuần. Những người đi vào các khu học xá của trường sẽ sử dụng một công cụ điểm danh mới giúp ghi nhận những cơ sở mà mọi người đi vào công cụ điểm danh sử dụng wifi của khu học xá. Đại học này cũng cho biết kể từ ngày 1 tháng 9, mọi người sẽ cần phải tự khai báo tình trạng tiêm chủng của mình thông qua công cụ đăng ký này. Để trả lời có, mọi người sẽ cần phải tiêm liều thứ hai của vaccine COVID-19 trong ít nhất 14 ngày hoặc hơn trước khi đến trường. Trong tuyên bố chính thức trên trang thông tin của mình hôm nay, Đại học Waterloo cho biết nếu bạn trả lời không hoặc không muốn nói, thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về tiêm chủng, đặt lịch hẹn và các biện pháp y tế công cộng khác. Và đồng thời các sinh viên này sẽ cần phải đi kiểm tra kháng nguyên nhanh chóng và bạn phải có một kết quả xét nghiệm âm tính để đến trường. Bất kỳ ai có kết quả dương tính sẽ được yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19 tại trung tâm đánh giá trong khuôn viên trường và sẽ được yêu cầu tự cách ly. Tuần trước, các trường cao đẳng Ontario và Hội đồng các trường đại học Ontario đã viết thư cho tỉnh và yêu cầu tiêm chủng bắt buộc cho học sinh sau trung học, nhân viên và giảng viên trong các khu học xá trường. Một số lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ khi các trận mưa đã giúp làm giảm nguy cơ cháy rừng. Tuy nhiên, các nguy cơ này dự kiến sẽ trở lại một cách nhanh chóng khi một đợt nắng nóng khác sẽ ập tới. Bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng của tỉnh British Columbia cho thấy, nguy cơ cháy rừng ở mức thấp đến trung bình ở phần lớn của tỉnh sau một ngày cuối tuần có mưa, nhưng nguy cơ cháy rừng cực cao dự kiến sẽ trở lại nhanh chóng khi một đợt nắng nóng khác sẽ đến. Bộ lâm nghiệp cho biết có khoảng 270 đám cháy rừng hiện đang bùng phát và hầu hết là ở phía Nam Interior với 8 đám cháy trong 2 ngày qua. Một trong những vụ cháy đáng lo ngại nhất vẫn là vụ cháy ở hồ White Rock, khu vực nằm ở giữa Camp Loop và hồ Okanagan, đã thiêu rụi 560 km vuông, phá hủy tài sản ở phía đông của Camp Loop và buộc hàng ngàn người phải sơ tán. Một trong hai khu vực này của BC vẫn đang cháy và được xếp hạng là có nguy cơ cháy rừng cao đến cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng vào cuối tuần vừa qua, do thời tiết ẩm ướt đã làm giảm nguy cơ than hồng bay qua hồ Okanagan, cho phép thành phố Vernon đã dỡ bỏ cảnh báo sơ tán. Mặc dù lệnh hoặc cảnh báo từ ba quận khu vực, hai cộng đồng và hai khu vực First Nation vẫn còn giữ nguyên. Người phát ngôn của cơ quan phòng chống cháy rừng cho biết dự báo thời tiết nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại vào cuối tuần này và điều đó có thể đồng nghĩa với sự trở lại của những đám cháy dữ dội. Mặc dù cảnh báo sơ tán được dỡ bỏ đối với thành phố Vernon, nhưng đây vẫn là nơi được chỉ định dành cho những cư dân có lệnh sơ tán từ những nơi khác của khu vực Interior. Thị trưởng Victor Cummings cho biết, các khách sạn ở Okanagan đều đã được đặt trước, điều này khiến cho việc tìm kiếm chỗ cho những người sơ tán trở nên khó khăn. Ông Cummings khuyến khích những người sơ tán cố gắng ở lại với bạn bè hoặc là gia đình nếu có thể đối với những người có xe giả ngoại Recreational Vehicle gọi tắt là RV hoặc một số các hình thức nhà ở khác thì hãy sử dụng nó. Ông cho biết ba trường học ở Vernon đã cung cấp bãi đậu xe cho các RV và các nhân viên hành pháp đã được hướng dẫn là không biên phạt thiết thịt hoặc là kéo xe của tất cả những người đậu xe trong thành phố vì họ là những người sơ tán. Tỉnh cho biết có gần 6.600 bất động sản vẫn đang trong lệnh sơ tán trên khắp PC, trong khi cư dân của hơn 32.000 căn nhà đã được thông báo sẵn sàng rời đi trong bất kỳ lúc nào. Canada cử 128 vận động viên đến Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020. Quỹ ban Paralympic Canada đã xác nhận đoàn thể thao của Canada sẽ đến Nhật Bản tham dự Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020. Canada sẽ cử 128 vận động viên tham dự Thế vận hội, chính thức bắt đầu vào ngày 24 tháng 8. Đoàn vận động viên này có nhiều kinh nghiệm thi đấu với 26 vận động viên từng đoạt huy chương và 68 vận động viên trở về từ đội hình Thế vận hội Rio 2016. Đoàn gồm có các vận động viên từ 11 tỉnh và vùng lãnh thổ, có 71 nữ và 57 nam. Lakatos là gương mặt dẫn đầu trong số những người giành huy chương của đoàn thể thao Canada với 7 huy chương anh đã đạt được. Anh là người bản xứ vùng Dorval, Quebec năm 2019. Dù anh đã phải vật lộn với tình trạng sức khỏe, nhưng anh vẫn giành được hai huy chương vàng và một huy chương bạc tại giải vô địch thế giới của Ủy ban Paralympic quốc tế, kết hợp với bốn huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Khuyết tật Thế giới năm 2017. Lakatos đang tìm kiếm huy chương thế vận hội ở Tokyo. Đoàn thể thao Canada sẽ tranh tài ở 18 môn thể thao khác nhau tại thế vận hội và phấn đấu gia tăng số huy chương của họ so với thế vận hội Rio khi họ giành được tổng cộng 29 huy chương, 8 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, xếp hạng thứ 14 chung cuộc. Đoàn thể thao Canada sẽ được chăm sóc bởi 113 huấn luyện viên và nhân viên hỗ trợ. Thế vận hội Paralympic sẽ được diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Đội tuyển bóng đá Nam Canada đã vòng loại FIFA 2022 World Cup tại Toronto. Đội tuyển bóng đá Nam Canada đã thông báo hôm thứ Hai rằng lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch toàn cầu, đội sẽ bắt đầu thi đấu trên sân nhà ở Toronto với hy vọng đủ điều kiện để tham gia FIFA World Cup Qatar vào năm 2022. Tháng 9 này, Canada sẽ thi đấu với Honduras ngày 2 tháng 9 và El Salvador vào ngày 8 tháng 9 tại sân BMO ở Toronto trong khuôn khổ vòng loại chung kết CONCACAF. Canada đã không thi đấu trên sân nhà kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 khi họ đánh bại Hoa Kỳ với tỷ số 2-0 trong trận đấu của giải vô địch bóng đá các quốc gia Bắc Trung Mỹ và Caribe, tiếng Anh gọi là CONCACAF Nation League. Giải đấu sẽ diễn ra 15 trận, trong đó có 11 trận vào năm nay. Đội tuyển bóng đá nam Canada cho biết tất cả các trận đấu sẽ được tổ chức tại quốc gia này theo sự cho phép của chính phủ Canada và sự đồng thuận của người hâm mộ, trong khi chờ phê duyệt liên quan đến sức khỏe cộng đồng từ thành phố Toronto và tỉnh Ontario. Thông tin về vé để xem các trận đấu sẽ được thông báo trong những ngày tới. Đội tuyển bóng đá Canada đứng thứ 70 trên thế giới trong bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới gọi tắt là FIFA sẽ chơi 14 trận đến hết tháng 3 năm 2022. Theo đó, sẽ có các trận đấu sân nhà với đội xếp hạng 11 là Mexico, xếp hạng 20 là Hoa Kỳ, hạng 45 là Jamaica, hạng 50 là Costa Rica, hạng 67 là Honduras và 69 là El Salvador và hạng 78 là Panama ba đội đứng đầu sẽ giành được chiếc vé để đến Qatar vào năm 2022, trong khi đội hạng thứ tư sẽ tham gia một trận playoff liên lục địa vào tháng 6 năm 2022. Cập Nhật Bản thành tích Olympic Tokyo Kết thúc vào ngày 9 tháng 8, Canada có tổng cộng 24 huy chương, gồm 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 11 huy chương đồng, xếp hạng thứ 11 Đứng đầu bảng thành tích là Hoa Kỳ với tổng cộng 113 huy chương, gồm 39 vàng, 41 bạc, 33 đồng. Tiếp theo là Trung Quốc với 88 huy chương, 38 vàng, 32 bạc và 18 đồng. Quý vị đang theo dõi bản tin hàng ngày trên Culture Channel. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách comment, like và chia sẻ cho nhiều người xem. Tiếp theo sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý các đợt nắng nóng từng xảy ra trong mỗi 50 năm một lần, hiện nay xảy ra mỗi một thập kỷ, theo báo cáo khí hậu của UN. Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi khi tính chi phí thiệt hại của thảm họa cháy rừng. Khảo sát của Israel phát hiện liều thứ ba của Pfizer có tác dụng phụ tương tự như liều thứ hai. Biến thể Delta đang thúc đẩy các ca nhập viện tại Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong 6 tháng. Sáng ngày 9 tháng 8, Sài Gòn nhận được 600.000 liều vaccine COVID-19 sau khi tuyên bố sắp hết vaccine. Giá dầu trượt xuống mức thấp nhất trong 3 tuần do các hạn chế virus mới ở Trung Quốc và đồng đô la mạnh. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Theo báo cáo về khí hậu của UN, các đợt nắng nóng từng xảy ra trong mỗi 50 năm một lần hiện đang xảy ra mỗi một thập kỷ. Quỹ ban của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đã nói với thế giới vào hôm thứ Hai rằng nhiệt độ nắng nóng của toàn cầu đang ở mức nguy hiểm gần như vượt ra ngoài tầm kiểm soát và con người rõ ràng là phải chịu trách nhiệm về việc này. Theo báo cáo khí hậu của Liên Hợp Quốc được đưa ra vào hôm thứ Hai cho biết chúng ta đang phải trải qua những tác động của biến đổi khí hậu vì lượng khí thải đã đẩy nhiệt độ trung bình của toàn cầu tăng lên 1,1 độ C so với mức nhiệt độ trung bình vào thời kỳ tiền công nghiệp các đợt nắng nóng, hạn hán và mưa xói xả có thể trở nên thường xuyên và cực đoan hơn khi trái đất ngày càng ấm lên. Đây là lần đầu tiên mà Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc định lượng khả năng xảy ra những sự kiện cực đoan này trong nhiều tình huống khác nhau. Báo cáo cho thấy các trận mưa lớn thường xảy ra một lần trong mỗi một thập niên hiện có khả năng xảy ra thường xuyên hơn với lượng mưa nhiều hơn so với những năm 1990 khi nhiệt độ bắt đầu ấm lên do tác động từ con người. Còn các đợt hạn hán thường xảy ra một lần trong mỗi một thập kỷ trước đây hiện có thể xảy ra mỗi năm hoặc sáu năm. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng những tác động của biến đổi khí hậu với các sự kiện như đợt nắng nóng ở Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ đã giết chết hàng trăm người vào tháng 6 và Brazil hiện đang trải qua một đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 91 năm. Báo cáo cho biết, đợt nắng nóng ở Canada, hỏa hoạn ở California, lũ lụt ở Đức, lũ lụt ở Trung Quốc hạn hán ở miền trung Brazil cho thấy rất rõ ràng là các hiện tượng cực đoan về khí hậu đang gây ra hậu quả nặng nề. Chỉ trong hôm thứ Hai, người ta đã chứng kiến 500.000 mẫu rừng cháy ở California, trong khi ở Venice thì khách du lịch phải lội qua vùng nước sâu đến mắt cá của chân ở quảng trường San Mark. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mô tả báo cáo này là một báo động đỏ cho nhân loại. Báo cáo này giống lên một hồi chuông báo tử cho than đá và nhiên liệu hóa thạch trước khi chúng ta hủy diệt hành tinh của chúng ta. Mức tăng 1,5 độ C thường được gọi là một mức cao nhất mà nhân loại có thể đối phó mà không phải chịu những biến động kinh tế và xã hội trên diện rộng. Tương lai có vẻ sẽ tồi tệ hơn khi nhiệt độ ấm lên thêm nữa, có nghĩa là các sự kiện cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên hơn khi nhiệt độ ấm lên hơn nữa thì có nghĩa là ở một số nơi người dân có thể chết chỉ vì đi ra ngoài. Những cam kết về các giảm khí thải được đưa ra cho đến nay vẫn chưa đủ để bắt đầu làm giảm hiệu ứng nhà kính, chủ yếu là carbon dioxide CO2 do đốt nhiên liệu hóa thạch tích tụ trong khí quyển. Nếu thế giới nóng hơn 4 độ C có thể xảy ra phát thải cao, các nhà khoa học ước tính những đợt nắng nóng sẽ xảy ra mỗi 1 đến 2 năm. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tin rằng nhiều khu vực nông nghiệp quan trọng trên thế giới sẽ gặp nhiều hạn hán hoặc mưa cực đoan hơn. Điều đó bao gồm các vùng của Argentina, Paraguay, Bolivia và Brazil là những nước trong đậu nành và các mặt hàng toàn cầu khác. Các khu vực vốn đã bị dễ hạn hán có khả năng xảy ra thường xuyên hơn bao gồm địa Trung Hải, miền Nam Australia và miền Tây Bắc Mỹ. Tần suất hạn hán và mưa lớn gia tăng cũng được dự đoán ở những nơi như Nam Phi. Trong thời gian 3 tháng tới đây, hội nghị về khí hậu COP26 của Liên hợp quốc ở Glasgow, Scotland, các nhà khoa học sẽ cố gắng đẩy mạnh các vận động cho các chương trình làm giảm hiệu ứng nhà kính từ các quốc gia trên thế giới. Các nhà khoa học cho biết các dự báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan được đưa ra trong báo cáo cũng có tầm quan trọng trong việc kềm chế biến đổi khí hậu theo các mức được quy định trong thỏa thuận Paris. Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi khi tính chi phí thiệt hại của thảm họa cháy rừng Khi những đám cháy bùng cháy ở nhiều nơi ở trong nước đến ngày thứ Bảy không suy giảm, lớn nhất là ở Evia, một hòn đảo lớn thứ hai của Hy Lạp nằm ngay ngoài khơi phía đông của đất liền của Athens. Hơn 500 đám cháy đã bùng cháy ở trên khắp Hy Lạp, buộc hàng chục ngôi làng và hàng ngàn người phải sơ tán và công chúng ngày càng tức giận trước sự chậm trễ và thất bại trong phản ứng của chính phủ. Hôm thứ hai, thủ tướng Hy Lạp, Kyriakos Mitsotakis, đã lên truyền hình để đưa ra lời xin lỗi công khai và hứa rằng những sai lầm sẽ được xác định và sửa chữa và kêu gọi sự đoàn kết. Misotakis hứa rằng những khu rừng bị tàn phá bởi đám cháy sẽ được phục hồi và xây dựng các hệ thống phòng thủ khí hậu, đồng thời cam kết bồi thường cho những người có tài sản bị phá hủy trong đám cháy. Ông đã thông báo gói viện trợ trị giá 500 triệu euro cho Evia và vùng Attica xung quanh Athens. Các bộ trưởng sẽ gặp nhau vào thứ ba để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ thêm. Các đám cháy bùng phát vào tuần trước trong đợt nắng nóng tồi tệ nhất của Hy Lạp trong ba thập kỷ với nhiệt độ khắc nghiệt và nắng nóng khô hạn gây ra tình trạng tự động bật cháy nhiệt độ có hạ phần nào ở Hy Lạp nhưng được dự báo sẽ tăng trở lại trong tuần và có nghĩa là nguy cơ bùng phát vẫn cao tại Athens các quan chức bắt đầu đánh giá thiệt hại từ một đám cháy phá hủy một vùng ngoại ô ở phía bắc của thành phố vào tuần trước trước khi bắt đầu rút đi vào hôm thứ bảy Ngọn lửa bùng phát ở chân núi Parthena ở ngoại ô của thủ đô đã khiến cho hàng ngàn người phải di dời và làm hư hại nhà cửa, cơ sở kinh doanh cũng như hàng ngàn ha đất rừng. Gần 1.000 lính cứu hỏa, 9 máy bay và 200 phương tiện đã được gửi tới Hy Lạp từ các nước châu Âu để giúp dập tắt các đám cháy rừng. Ngoài ra, hôm thứ Hai, Hy Lạp cho biết họ đang mong đợi hai máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ và một máy bay bổ sung từ Nga đã có hơn 2.000 dân cư và khách du lịch đã được sơ tán bằng phà từ hôm thứ Ba tuần trước. Khảo sát của Israel phát hiện liều thứ ba của Pfizer có tác dụng tương tự như liều thứ hai. Israel đã bắt đầu tiêm liều tăng cường 10 ngày trước cho những người trên 60 tuổi như là một phần trong sự nỗ lực làm chậm lại sự lây lan của biến thể Delta. Điều này đã biến cho Israel thành nơi thử nghiệm liều vaccine thứ ba trước khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất của Israel có tên là Clalit hôm Chủ nhật cho biết họ đã tiêm liều thứ ba của vaccine Pfizer cho hơn 240.000 người, khoảng 4.500 người được tiêm thuốc tăng cường từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 đã trả lời các câu hỏi và được đưa vào cuộc khảo sát 88% số người tham gia cuộc khảo sát nói rằng trong những ngày sau khi tiêm mũi thứ ba, họ cảm thấy tương tự hoặc là tốt hơn với cảm giác của họ sau lần tiêm thứ hai. 31% báo cáo một số tác dụng phụ, số phổ biến nhất là đau nhức tại chỗ tiêm. Khoảng 0,4% cho biết họ thấy khó thở và 1% cho biết họ cần điều trị y tế do một hoặc nhiều tác dụng phụ. Ren Baliker, giám đốc đội mới của Clarit, cho biết mặc dù kết quả là ban đầu và tự báo cáo, nhưng cho phép so sánh các tác dụng phụ với liệu thứ hai. Biến thể Delta đang thúc đẩy các ca nhập viện tại Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong 6 tháng. Các ca nhiễm coronavirus và số ca nhập viện ở Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất trong 6 tháng do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta trên khắp các vùng của Hoa Kỳ mà đang vật lộn với tỷ lệ tiêm chủng thấp trên toàn quốc trung bình 100.000 ca mắc COVID-19 trong 3 ngày liên tiếp đã tăng 35% trong tuần qua, theo một thống kê của Reuters. Louisiana, Florida và Arkansas là các tiểu bang đã báo cáo nhiều ca bệnh mới nhất trong tuần qua dựa trên những số. Số người nhập viện tăng 40% và số ca tử vong, một chỉ số được cập nhật trễ hơn, hiện đang tăng 18% trong tuần qua. Sự lây lan ngày càng mạnh mẽ của đại dịch đã dẫn tới một số sự kiện quy mô lớn bị hủy bỏ, như là triển lãm xe hơi New York đã được ấn định diễn ra vào cuối tháng này. Liên hoan nhạc Jazz New Orleans đã bị hủy bỏ trong năm thứ hai liên tiếp khi Louisiana chống chọi với một đợt bùng phát nghiêm trọng. Một ngoại lệ đáng chú ý là sự kiện đua xe mô tô ở Sturgis, một thị trấn nhỏ ở Nam Dakota, nơi chào đón hàng trăm ngàn người đam mê mô tô tham gia cuộc đua xe máy Sturgis hàng năm diễn ra vào ngày 6 đến ngày 15 tháng 8 có thể đã thu hút được đám đông kỷ lục. Florida đã lập kỷ lục mới trong một ngày 28.317 ca nhiễm mới vào hôm Chủ nhật dựa theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ gọi tắt là CDC. Hầu hết học sinh ở Florida sẽ trở lại lớp học trong tuần này khi một số khu học chánh đang tranh luận về việc nên có yêu cầu học sinh đeo khẩu trang hay không. Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới Tính đến chiều ngày thứ hai, theo số liệu của Đại học John Hopkins, đã có hơn 202,9 triệu ca nhiễm được báo cáo trên khắp thế giới với 4,4 triệu người tử vong. Hôm thứ Hai, cứ mỗi 2 phút là một người chết vì Covid-19 ở Iran. Đài truyền hình nhà nước cho biết quốc gia này đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Trung Đông và báo cáo số người chết kỷ lục hàng ngày là 588 người. Tổng số ca tử vong trong suốt quá trình đại dịch là lên tới 94.603 người, trong khi số ca nhiễm tăng 40.808 người trong 24 giờ qua, dẫn tới tổng số ca nhiễm lên tới 4.199.537 người trong đợt thứ năm cho biến thể Delta chỉ khoảng 4% trong số 83 triệu dân ở nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Pháp đã thực hiện một bước tiến lớn vào hôm thứ hai trong tương lai hậu đại dịch bằng cách yêu cầu mọi người xuất trình mã QR để chứng minh rằng họ có thẻ vắc xin và đặc biệt trước khi họ có thể thưởng thức các nhà hàng và quán bar, cà phê khi du lịch khắp nước Pháp. Biện pháp này là một phần trong kế hoạch của chính phủ nhằm khuyến khích nhiều người hơn đi tiêm vaccine và làm chậm sự gia tăng của các ca nhiễm. Vì biến thể Delta hiện chiếm hầu hết các ca nhiễm ở Pháp, hơn 36 triệu người ở Pháp chiếm hơn 54% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Thẻ đặc biệt được cấp cho những người được chủng ngừa COVID-19 hoặc có bằng chứng về sự phục hồi COVID-19 hoặc những người có kế hoạch hoặc những người có kết quả xét nghiệm âm tính gần đây và đồng thời cũng được áp dụng đối với khách du lịch đến thăm đất nước này. Tất cả người lớn sẽ cần thẻ vaccine trừ khi được miễn vì lý do y tế. Thẻ vaccine sẽ được yêu cầu đối với những người từ 12 đến 17 tuổi bắt đầu từ ngày 30 tháng 9. Tại các bệnh viện, khách đến thăm và bệnh nhân bắt buộc phải có thẻ này để thông hành. Các trường hợp ngoại lệ được chấp nhận đối với những người cần được chăm sóc khẩn cấp tại khu cấp cứu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vận tải Jean-Baptiste Jabari cho biết thẻ này được yêu cầu trên các chuyến tàu cao tốc liên tỉnh và chạy đêm chở hơn 400.000 hành khách mỗi ngày ở Pháp. Nó cũng được yêu cầu trong các chuyến đi đường dài bằng máy bay hoặc là xe bus. Thẻ sức khỏe đã được áp dụng vào tháng trước cho các địa điểm văn hóa và giải trí bao gồm rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc, đấu trường thể thao và công viên giải trí thẻ in giấy hay là kỹ thuật số đều được chấp nhận. Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Pháp ủng hộ thẻ sức khỏe, tuy nhiên cũng gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ một số người và họ nói rằng nó đã làm tổn hại đến quyền tự do của họ khi hạn chế đi lại và các hoạt động hàng ngày ở bên ngoài nhà. Hôm thứ Bảy, hàng ngàn người biểu tình đã tuần hành ở Paris và các thành phố khác của Pháp tuần thứ Tư liên tiếp để phản đối biện pháp này. Luật mới cũng yêu cầu các nhân viên chăm sóc sức khỏe của Pháp phải được tiêm phòng trước ngày 15 tháng 9. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cơ quan quản lý dược phẩm của Úc đã cấp phép tạm thờ cho vắc-xin COVID-19 của Moderna, Thủ tướng Scott Morrison cho biết hôm thứ Hai. Một triệu liều vaccine Moderna đầu tiên sẽ được tiêm chủng vào tháng 9, với tổng số là 10 triệu liều sẽ được dùng trong năm nay. Vào tháng 5, Australia đã đồng ý mua 25 triệu liều vaccine này tại Trung Quốc hơn 30 quan chức địa phương đã bị sa thải hoặc nhận các hình phạt khác vì những thiếu sót trong việc xử lý đợt gia tăng mới nhất. Ủy ban y tế quốc gia cho biết hôm thứ hai rằng 94 ca lây truyền mới ở trong nước được ghi nhận trong 24 giờ qua. Tại Philippines, bộ y tế tại đây cho biết gần một phần năm bệnh viện gần hết công suất do số ca nhiễm của biến thể Delta gia tăng. Theo số liệu chính thức, số ca nhiễm tại quốc gia 110 triệu người đã tăng tốc độ khoảng 8.000 đến 10.000 ca mỗi ngày trong những tuần gần đây, cao hơn mức trung bình hàng ngày là 5.700 ca được báo cáo vào tháng trước. Ở Trung Đông, Ả Rập Xê Út đang mở cửa trở lại các địa điểm linh thiêng nhất của đạo hồi ở Mecca và Medina cho những người hành hương từ nước ngoài đến để thực hiện cuộc hành hương nhỏ mà họ gọi là Umrah. Truyền thông của nhà nước đưa tin lần đầu tiên kể từ khi đại dịch khiến cho chính phủ phải phong tỏa thánh điện Mecca đối với du khách quốc tế. Vương quốc sẽ dần dần nhận những người hành hương Amra từ nhiều quốc gia khác trên thế giới bắt đầu từ thứ hai. Du khách sẽ cần phải chứng minh rằng họ đã được tiêm phòng và phải kiểm dịch nếu họ đi từ các quốc gia vẫn nằm trong danh sách đỏ của vương quốc. Chính phủ có kế hoạch tăng sức chứa những người hành hương lên 2 triệu người mỗi tháng. Tại châu Phi, hơn 6,9 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận trên lục địa này kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020 với khoảng 176.000 ca tử vong, theo văn phòng khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới. Nigeria thông báo đã hoãn việc triển khai lô vaccine COVID-19 thứ hai mà Nigeria cho là do những trường hợp không lường trước được một bước lùi đối với quốc gia đông dân nhất châu Phi khi nước này phải đối mặt với sự gia tăng lớn về số ca được xác nhận. Việc triển khai lô vaccine COVID-19 đã được lên lịch vào hôm thứ Ba, ít hơn 2% trong số 20 triệu công dân của nước này được tiêm chủng. Tại châu Mỹ, tổng số ca được xác nhận ở Hoa Kỳ đã vượt qua 35,76 triệu người tính đến ngày Chủ nhật, với số người chết lên tới 616.828 người, theo Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống (CSSE) tại Đại học Johns Hopkins, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cho biết Mexico sẽ yêu cầu Hoa Kỳ gửi thêm ít nhất 3,5 triệu liều vaccine COVID-19 trước khi Mexico phải đối mặt với đợt lây lan thứ ba. Sáng ngày 9 tháng 8, Sài Gòn ghi nhận có 600.000 liều vaccine COVID-19 sau khi tuyên bố sắp hết vaccine. Trước đó, vào ngày 8 tháng 8 về Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết Sài Gòn đã tiêm hơn 221.000 liều vaccine ngừa COVID-19 trong ngày. Với tốc độ tiêm chủng khá cao như những ngày qua khi một ngày tiêm chủng tại thành phố gần bằng cả nước, dự kiến sẽ thiếu vaccine để tiêm rộng nếu không được tiếp tục phân bố kịp thời. Sáng ngày 9 tháng 8 giờ Việt Nam, Sài Gòn đã nhận được 600.000 liều vaccine AstraZeneca từ viện Pasteur của thành phố. Ngay khi nhận được số vaccine này thì thành phố Sài Gòn đã phân bố cho các quận, huyện và thành phố Thủ Đức trong ngày để bảo đảm công tác tiêm chủng tại địa phương không bị gián đoạn. Lãnh đạo của Sở Y tế cũng cho biết sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Y tế bổ sung thêm vaccine hiện tại thì Sài Gòn cần trung bình mỗi ngày là 210.000 liều vaccine để đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine trên 70 đến 80% dân số trên 18 tuổi. Cho đến nay thì Sài Gòn là địa phương nhận vaccine nhiều nhất trên cả nước theo số liệu được công bố trên cổng thông tin tiêm chủng tính đến, đến 17 giờ ngày 9 tháng 8 giờ Việt Nam. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm chủng tại Việt Nam là 9.453.025, trong số đó, Sài Gòn đã tiêm được hơn 2,5 triệu liều vắc xin. Cập nhật tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tính đến 18 giờ 30 ngày 9 tháng 8 giờ Việt Nam, cả nước ghi nhận có 9.340 ca nhiễm mới, trong đó có 17 ca nhập cảnh và 9.323 ca trong nước. Sài Gòn là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất với 3.991 ca. Tiếp theo đó là Bình Dương 2.887 ca, Đồng Nai có 538 ca và các ca lây nhiễm khác được ghi nhận ở 27 tỉnh thành còn lại là 1.556 ca. Theo số thống kê của Bộ Y tế, số ca nhiễm mới ghi nhận ở trong nước kể từ đợt dịch ngày 27 tháng 4 năm 2021 cho đến nay là 219.745 ca trong số đó có 75.920 bệnh nhân đã được công bố là khỏi bệnh. Quảng Ninh và Bắc Cạn là hai địa phương trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp mới nhiễm COVID-19. Số ca tử vong trong ngày 9 tháng 8 được ghi nhận ở mức 360 ca, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 3.757 ca. Tính đến hết ngày 9 tháng 8, Việt Nam có hơn 9,4 triệu người đã được tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19. Giá dầu trượt xuống mức thấp nhất trong 3 tuần do sự kiềm chế của virus ở Trung Quốc và đồng đô la mạnh. Giá dầu đã giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần vào ngày thứ hai, làm kéo dài mức giảm mạnh của tuần trước. Edward Moya, một nhà phân tích thị trường cấp cao ở ONA cho biết giá dầu thô đang giảm là do sự suy thoái về thị trường ở châu Á làm gián đoạn triển vọng về nhu cầu. Và lưu ý rằng chủ đề đồng đô la đang mạnh hơn bắt đầu xuất hiện với sự phục hồi ở Hoa Kỳ và điều đó có thể là lực cản ngắn hạn đối với giá dầu thô. Các ngân hàng ở Wall Street như là Golden Sachs, JP Morgan và Morgan Stanley đều cắt giảm dự báo tăng trưởng của Trung Quốc vào thứ hai sau khi tăng trưởng xuất khẩu chậm lại bất ngờ do lo ngại COVID-19 đang gia tăng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã giảm trong tháng 7 và giảm mạnh so với mức kỷ lục của tháng 6 năm 2020. Và đồng thời sự phục hồi của đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất gần 3 tuần so với các tiền tệ khác cũng đã ảnh hưởng đến giá dầu sau khi có báo cáo về việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến vào tháng 6 và điều đó đã thúc đẩy các nhà kinh tế tin rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể thắt chặt các chính sách về tiền tệ. Trong khi đó, thì nhu cầu nhiên liệu ở Ấn Độ đã tăng trong tháng 7 lên mức cao nhất kể từ tháng 4 khi các biện pháp hạn chế và phong tỏa đại dịch không được thực hiện ở hầu hết các bang, thúc đẩy hoạt động công nghiệp và di chuyển qua lại. Các nhà phân tích cho biết, thị trường dầu mỏ đang tìm kiếm hướng đi từ dữ liệu báo cáo hàng tháng sẽ được công bố trong tuần này bởi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ vào thứ Ba và Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ và các cơ quan năng lượng quốc tế vào thứ năm. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Một Canada bằng 0,8 Mỹ Kim và bằng 0,68 Euro. Hôm nay một Canada bằng 18.215 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI hôm nay ở mức giá là 66.48 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 69.21 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay đạt mức 1729.44 Mỹ kia một ounce. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada ngày 10 tháng 8 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Chúng tôi cứ mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất và đừng quên bấm like, phản hồi để xây dựng cho chương trình này được tốt hơn. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần mời các bạn đón theo dõi xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt chính phủ ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh bộ y tế canada đã phê duyệt nhiều loại vắc xin để tiêm chủng tại bệnh viện phòng mạch bác sĩ các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.